trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 4 bước để có thể sử dụng cốc kinh nguyệt rất là dễ dàng. Cốc kinh nguyệt ngày nay đã trở thành một sản phẩm vô cùng hữu ích với các chị em phụ nữ hiện đại đúng không ạ? Và rất nhiều chị em sử dụng cốc kinh nguyệt thì đều cảm thấy đấy là một điều vô cùng là tuyệt vời. Cái cảm giác mà nó đem lại rất là thích thú, thoải mái. Nhưng mà không hẳn là các chị em nào cũng biết 4 cái bước cơ bản này để sử dụng cốc kinh nguyệt cho dễ dàng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nhé. Bước thứ nhất là các chị em cần vệ sinh rửa tay thật sạch bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy. Cái này rất là quan trọng đấy ạ. Vì có thể là nhiều chị em sử dụng cốc kinh nguyệt xong ấy thì sẽ bảo rằng là hình như là mình bị viêm hơn ấy, nhưng thực ra không phải. Cốc kinh nguyệt hoàn toàn không gây viêm nhiễm nhé. Vì chất liệu của nó là silicone y tế tương thích với da thịt con người nên nó không hề là gây viêm cho chị em được. Nó cũng không thích hợp cho vi khuẩn bám vào. Và đặc biệt là nó có nhiệm vụ hứng ở bên trong, cho nên là dịch không chảy ra ngoài, không bị oxy hóa thì làm sao mà gây viêm được. Chẳng qua là do chị em mình thao tác sai, hoặc là chúng ta vệ sinh tay chưa sạch, hay là trong quá trình chúng ta lấy ra đấy vào chưa quen ấy, chúng ta sẽ dẫn đến móng tay này gây chảy xước chẳng hạn, thì sẽ dẫn đến những cái nguyên nhân đấy mà dẫn đến những điều mà chúng ta không mong muốn nhé. Chứ đừng đổ tại cốc mà tội nghiệp. Bước thứ hai đó là chúng ta phải tiệt trùng cốc đúng cách. Rất nhiều chị em khi sử dụng cốc kinh nguyệt thì mình có hỏi là tiệt trùng bằng cách nào, thì do là mua những cái chỗ mà người ta chỉ bán là xong ấy, tức là cũng không hướng dẫn cách tiệt trùng này, không hướng dẫn cách sử dụng này, mà có nhu cầu mua thì họ sẽ bán chấm hết. Bạn hết tự về đọc cái tờ hướng dẫn trong cái hộp cốc kinh nguyệt đấy, thế là xong. Và rất nhiều chị em đã không biết cách tiệt trùng. Có thể chị em chỉ cần tráng qua nước nóng này, hoặc là các chị em rửa cứ thế là dùng ấy. Kể cả khi thì chị em chúng mình lưu ý nhé, chúng ta phải tiệt trùng cốc đầu, ít nhất là phải đầu mỗi chu kỳ và cuối mỗi chu kỳ trước khi cất cốc. Thì tiệt trùng như thế nào là đúng thì mình đã có chia sẻ ở một video khác về cách tiệt trùng cốc kinh nguyệt. Hôm nay mình chỉ nói qua thôi nhé. Đó là bạn phải đun sôi ít nhất là 3-5 phút. Bạn có thể dùng lò vi sóng. Nhưng lò vi sóng thì các bạn lưu ý, những cái hãng cốc mà không có cái cốc tiệt trùng tốt ấy thì các bạn cũng không nên sử dụng lò vi sóng. Vì những cái cốc tiệt trùng mà không tốt thì nó sẽ gây ra những cái phai ra những cái chất độc hại mà bạn không nhìn thấy được, như vậy sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn đúng không ạ? Thì cách mà tiện lợi nhất ấy thì các bạn nên sử dụng viên tiệt trùng nhé. Viên tiệt trùng Minton sản xuất từ Anh ấy, dùng để tiệt trùng bình sữa em bé ấy, thì rất là tiện lợi. Thì các bạn nên sử dụng viên tiệt trùng để tiệt trùng. Và bước thứ 3, sau khi đã tiệt trùng xong rồi thì chúng ta chỉ cần gấp nhỏ cốc lại. Chúng ta gấp nhỏ cốc lại, rồi chúng ta sẽ đưa vào âm đạo của mình. Và khi đưa cái chị em dễ nhất thì chị em nên ngồi xổm và kê mông lên cái hai gót chân ấy thì sẽ dễ dàng hơn. Và cách gấp thì có nhiều cách gấp cho chị em lựa chọn. Người mới dùng thì nên gấp cái gót down. Và cách gấp này mình cũng có chia sẻ ở các video khác rồi, các chị em quan tâm có thể tìm xem nhé. Thì sau khi đưa vào xong ấy thì các bạn hãy xoay và cầm đuôi hơi kéo ra để kiểm tra giác hút. Và đấy là bác hoàn thành xong đưa cốc vào cơ thể mình rồi đấy. Các chị em đứng lên đi lại và sẽ thấy không có hiện tượng gì xảy ra, hoàn toàn là thoải mái. Bước cuối cùng đó là khi các chị em lấy cốc ra thì các chị em cũng ngồi như lúc đưa vào ấy. Và các chị em nhớ là dặn nhẹ một chút, giống như chúng ta dặn đẻ ấy. Để và từ chúng ta sẽ lần theo đuôi cốc tìm đến đáy cốc, thì chúng ta ấn ngón tay lên thành để cho không khí tràn vào, chúng ta sẽ giảm giác hút đi. Và chúng ta cầm hai ngón tay kẹp đáy cốc này, lắc bóp vừa lắc xích rắc vừa dặn. Đến cửa thì chúng ta sẽ nghiêng miệng cốc, hoặc chúng ta làm cho giảm cái miệng cốc tiếp thị nhỏ đi, chúng ta lấy ra và đổ dịch đi. Sau đó chúng ta tráng cốc sạch sẽ, chỉ cần bằng tráng bằng nguồn nước sạch thôi, không cần phải tiệt trùng lại, mà cũng không cần phải rửa bằng những cái dung dịch vệ sinh đâu nhé. Vì có khi những cái dung dịch đấy lại chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến giảm tuổi thọ của cốc đấy. Và rất nhiều chị em thì lo lắng rằng là cứ mỗi lần thay cốc lại phải tiệt trùng thì bất tiện quá. Nhưng mà không phải, các chị em chỉ cần tiệt trùng đầu chu kỳ và cuối chu kỳ trước khi cất đi thôi nhé. Vậy thì mình hy vọng là với chia sẻ của mình ngày hôm nay ấy, sẽ giúp các chị em tự tin hơn để sử dụng cốc kinh nguyệt nhé. Chúc tất cả các chị em sẽ luôn luôn là những người phụ nữ hạnh phúc.